chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là tin tức sốc với những lời Harry và Tiến Đạt nói với nhau khi đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, Harry Won và Tiến Đạt đã nói chuyện với nhau bằng những lời lẽ như thế này. Có lẽ ít cặp đôi nào chia tay sau 9 năm hẹn hò mà ngay lập tức thoải mái làm bạn như Tiến Đạt và Harry Won. Nhìn vào những cuộc trò chuyện qua lại trên trang cá nhân của cả hai người, fan đều cảm thấy bất ngờ và ngưỡng mộ thái độ và những tình cảm tốt đẹp mà cả hai dành cho nhau. Harry không thể bỏ qua sự kiện giả gái đầu tiên của người yêu cũ. Cô nàng vừa nhìn thấy đã ngay lập tức để lại bình luận trên trang cá nhân của Tiến Đạt, với thái độ vừa sốc vừa không thể nhìn được cười. Sau đó còn tự viết lên trang cá nhân của mình để ủng hộ công việc của anh chàng. Fan thích thú phát hiện ra không chỉ thường xuyên nói chuyện trên trang cá nhân, Harry và Tiến Đạt còn thường xuyên gọi điện cho nhau. Cặp đôi thường xuyên ủng hộ trong công việc của nhau. Hồi mới công khai chia tay, Tiến Đạt cũng thoải mái để lại bình luận trong một bài đăng của Harry. Cặp đôi trao đổi với nhau quan điểm về tình yêu như hai người bạn bình thường. Những câu nói tự nhiên không giống với một cặp đôi vừa chia tay. Gặp sự bất bình là Harry nhảy vào ngay. Cô nàng thể hiện sự bất lực trước sự tăng động của người yêu cũ. Thường xuyên theo dõi và bình luận trên Facebook của người yêu cũ, chuyện quá bình thường với cặp đôi Harry và Tiến Đạt. Nhõng nhẽo đòi người yêu cũ ly xì, có lẽ chỉ có Harry, không biết Chiến Thành có ghen khi đọc được những dòng bình luận này không. Và đương nhiên, thấy đồ ăn là Harry bắt sóng ngay. Cô nàng truy hỏi ráo riết một món mì mà Tiến Đạt cập nhật. Không chỉ thế, cả hai còn thảo luận rôm rả chuyện chế độ ăn kiêng. Fan vừa buồn cười vừa khâm phục trước cách ứng xử của cặp đôi với tình cũ. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức soi Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức soi Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.